Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Đến với video ngày hôm nay á, thì mình sẽ kể mọi người nghe hai câu chuyện mà qua đó thể hiện một cái sự thật phũ phàng ở độ tuổi U30 này nha. Trước khi đi tiếp với video của mình á, thì nếu mà các bạn cảm thấy thích, hãy cứ đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube á, có thể gửi đến bạn những cái thông báo mới nhất cho những video sắp tới của mình nha. Mình cảm ơn trước. Vừa rồi, mình có vô tình thấy được một bức ảnh của người bạn của mình. Bạn ấy đang đứng lớp. Đúng vậy, hiện giờ bạn ấy đang là giáo viên. Mình không hề có ý muốn body shaming bạn đó đâu nha. Chỉ là mình cảm thấy khá là tiếc ấy. Phải nói như thế nào để mà tránh tổn thương nhất có thể ta? Bạn ấy khá là tròn chỉnh, hầu như mất đi cái form dáng gọn gàng của mình. Mình thấy khá là tiếc vì đối với mình á, ngày xưa trong mắt mình á, bạn ấy khá khá là gọn và có phần xinh đẹp nữa. Mình nghĩ á, những chiếc vlog của mình á, chắc là sẽ không hợp gu của bạn đó đâu. Nên là có lẽ bạn đó sẽ không xem được những cái video này. Nhưng nếu mà có xem được, và cũng nếu mà có lỡ là bạn ấy tổn thương ấy, thì cho mình xin lỗi trước. Mình chỉ nói á, với mục đích á, cũng như là niềm hy vọng á, là những ai trong hoàn cảnh tương tự có thể nhận ra được cái sự thật phũ phàng này. Từ đó mà cố gắng cải thiện thôi. Bạn không thể bắt cái thế giới này à, cứ mãi nuông chiều theo bạn mãi được. Cứ mãi nói những cái lời như rót mật vào tai bạn được. Nếu bạn cảm thấy tổn thương á, thì hãy biến cái tổn thương đó thành động lực để mà bạn thay đổi. Còn nếu không á, thì dần dần bạn sẽ phải sống chung với cái tổn thương đó thôi. Vì thực tế á, nó rất là phũ phàng. Mình nói tới đây á, thì có lẽ mọi người cũng đã nhận ra được một phần cái sự thật phũ phàng ở cái độ tuổi U30 này rồi. Ở cái độ tuổi này á, thì trong chúng ta đây á, hầu hết nó xuất hiện một cái nỗi lo về cơm áo gạo tiền rồi, phải đi tất bật để đi kiếm việc làm rồi. Và do tính chất đặc thù của một số công việc á, mà hầu như á, là có nhiều người á, sẽ ngồi rất là nhiều thời gian trong một ngày. Làm mệt xong rồi ăn, bị sếp chửi cũng mang, buồn cũng mang, vui cũng kiếm một cái gì đó để ăn. Và nếu mà không ăn nhiều như vậy á, thì cái việc á, bạn ngồi liên tục á, nó cũng đã không có tốt rồi. Thời đi học á, ta còn được chạy nhảy. Mà phải công nhận á, cái thời ấy á, chúng ta không có dễ bị phát tướng như bây giờ ha. Có lẽ là do thời ấy chúng ta vừa được học vừa được chơi nè. Và chúng ta không có cần phải tập trung 10 trên 10 vào công việc như bây giờ. Cũng không có bị stress như ở vào cái giai đoạn này của cuộc đời nữa. Có lẽ là như vậy. Vậy thì làm thế nào để mà cơ thể của chúng ta không có bị xuống cấp trầm trọng theo năm tháng? Đừng hỏi mình câu hỏi đó. Mình tin là các bạn biết rõ câu trả lời đó. Ba từ thôi. Đó là tập thể dục. Và đừng đừng nói với mình là không có thời gian nha. Mình tin chắc nếu bạn muốn, bạn sẽ tìm được cách. Bạn có thể tập ở nhà nè, không có cần phải tốn thời gian di chuyển. Mở YouTube lên, chẳng hạn là như vậy. Có tạ thì tập với tạ, không tạ thì tận dụng trọng lượng của cơ thể mà tập. Dư nhiều thời gian á thì 30 phút tập. Ít thời gian á thì 10 phút là có thể tập được rồi. Hãy tạo lập cho bản thân bạn một cái thói quen tập thể dục. Nếu mà không muốn, không chấp nhận cái sự việc á là cơ thể của bạn sẽ bị xuống cấp trầm trọng theo năm tháng. Hãy biến những cái buổi họp lớp á thành một cái dịp mà để bạn tự hào về bản thân, một cái dịp mà bạn luôn hằng mong ước, chứ đừng biến nó thành một nỗi sợ hãi, một nỗi ám ảnh và là một sự trốn tránh nha. Nói tới đây á, thì tự nhiên mình bị ngỡ ngàng và ngơ ngác về độ trưởng thành của bản thân, cũng như cảm thấy như mình giống một vị huấn luyện viên cá nhân vậy đó mọi người. Nếu mà bạn đã xem mình lâu á, thì có lẽ bạn cũng biết là phong cách làm vlog của mình á, là mình làm được thì mình mới dám đem lên clip mà nói. Mình luôn tranh thủ nhét cái khung giờ tập thể dục của mình vào hết á. Nếu mà tuần, ví dụ mà tuần đó quá bận, quá nhiều deadline dồn vào một lúc á, thì ok, mình sẽ tập cách ngày, hoặc là chịu khó dậy sớm một xíu trước thời gian đi làm để mà tập thể dục. Còn nếu mà free á, thì ok, hầu như mình đều tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Vất vả không? Mình sẽ trả lời là không, tại vì chắc là quen rồi ấy mọi người. Kiểu mà nếu mà không tập thể dục quá 2 ngày á, là mình sẽ cảm thấy như là cơ thể, đặc biệt
có phần nặng nề đi, nhất là vùng bụng, cái vùng dễ bị tích mỡ nhất. Và mọi người biết không, cái cảm giác á mà sau khi bạn hoàn thành xong cái bài tập thể dục á, nó rất là vô mos luôn ấy. Cơ thể sẽ săn chắc hơn nè, di chuyển có phần linh hoạt hơn nè, tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho một ngày mới luôn. Nhưng quan trọng nhất á vẫn là phải kiên trì nha mọi người. Ở cái lứa tuổi này á, nếu mà bạn không thiết lập cái thói quen đó cho chính bản thân bạn á, thì sẽ rất là mau tàn luôn, thật sự. Cho dù á thời đi học bạn có là hot boy hot girl cũng như vậy, bạn nên ý thức về cơ thể của bạn hơn nè, học cách lắng nghe nó hơn nè, quan tâm đến chính bản thân bạn nhiều hơn nè. Đừng có đợi đến khi mà tuổi già ập đến nó dẫn bạn chạy nước rút luôn nha. Đợi đến khi tuổi già ập đến, hãy bắt nó đi bộ cùng với bạn, thật là chậm rãi, từ tốn thôi. Tiếp theo sẽ là một câu chuyện khác của một người bạn khác. Người bạn này thì có thói quen thức rất là khuya và thường up story vào lúc 2-3 giờ sáng. Vì sao mình biết điều đó hả? Vì khi mà bữa sáng dậy á, mình xem lại story của bạn ấy thì được biết story đó được up lúc 6-7 tiếng trước. Chứ mình cũng không có thức khuya tới mức độ đó. Thật sự thì bạn ấy rất là khác so với lần cuối mà mình gặp bạn đó. Có phần chững tuổi hơn nè. Và không còn tươi tắn như lúc trước nữa. Ai lại không muốn mình trông thật là xinh đẹp chứ phải không? Trai gái không phân biệt. Thì mình là một người á muốn xuất hiện trước những cái vlog gửi đến mọi người một cái sự chỉnh chu nhất, gọn gàng nhất có thể. Đó như thể hiện một cái sự tôn trọng đối với những bạn tin yêu và chọn xem những chiếc vlog của mình vậy. Và mình cũng ý thức được rằng á, giấc ngủ nó tác động lớn như thế nào đến với khía cạnh này. Một lần nữa mình xin được nói rằng giấc ngủ nó rất là quan trọng luôn mọi người ơi. Nếu mà không thể ưu tiên giấc ngủ lên trên cùng á, thì ít ra giấc ngủ nó phải nằm trong danh sách những việc được bạn ưu tiên. Mà hiện nay, xã hội ngày càng phát triển, nhiều loại hình giải trí đua nhau ra đời. Và hầu như chúng ta không có đủ thời gian để mà thử hết. Trong những cái trường hợp như vậy, thì giấc ngủ nó lại được xem là một thẻ tín dụng, bị đem ra đánh đổi bất cứ lúc nào. Giấc ngủ, một loại hình được gìn giữ suốt chừng ấy năm tiến hóa của con người thì cũng đủ biết là nó quan trọng đến nhường nào rồi phải không? Chứ đâu phải khi không mà một người mất đến 1/3 thời gian cuộc đời vào giấc ngủ để làm gì? Vậy mà có nhiều người sẵn sàng đánh đổi nó cơ chứ. Nếu mà các bạn muốn biết thêm thông tin về những giấc ngủ á, thì các bạn có thể ghé qua những cái video tương tự của mình, được để ở phần mô tả phía dưới cũng như là phần bình luận nha. Mình đã nói về giấc ngủ bằng cả sự nhiệt huyết và trân trọng của mình. Tổng kết U30, không muốn nói đâu, không muốn công nhận đâu, nhưng phải nói một câu này, bắt đầu rồi đó mọi người. Hãy cố gắng nhận ra những cái dấu hiệu xuống cấp của cơ thể mà kịp thời đề ra những cái phương hướng giải quyết thích hợp và tích cực. Đừng có đợi đến khi mà tuổi già ập đến dắt bạn chạy nước rút nha. Tuổi già ập đến, hãy bắt nó đi bộ chậm rãi cùng bạn thôi. Đó là tất cả những gì mà muốn nói trong video ngày hôm nay. Mong rằng những chiếc video này sẽ giúp ích được cho bạn, và nếu mà thích hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kentucky và mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống của mình trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết chiếc clip này của mình, cũng như là chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết những chiếc video này của mình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.